Con người mình như có những cái khoái cảm mà cái gì mà mình kiểu nó hơi lén lút một chút, kiểu mà ai đó biết hoặc là nó mập mờ vậy, hình như nó là một cái loại khoái cảm đúng không chị? Nó mập mờ tức là nó có yêu đương vậy đó. Hết. Đừng mặc cho nó một cái áo tên là tình yêu, để rồi mình bị lùng nhùng trong cái áo đó. Mình yêu thật sự một người mà mình còn trái tim mà còn cơi nới để cho lòi vô, lọt vô một đứa khác được nữa, à hai đứa ba đứa được nữa. Cho nên người ta mới nói là yêu một người mà người ta không dám công khai bạn thì vốn dĩ cái cuộc tình đó không nên tiếp tục. Cái cảm giác của một cái người khi mà mình ở cái thế là mình biết là người khi mập mờ mình vẫn chấp nhận á, thì có khả năng là người này vẫn nhìn nhận ra được những cái điểm không có ok từ người kia, nhưng mà bù lại thì họ cũng thấy được là họ vẫn có sự lệ thuộc tinh thần vào những cái điểm khác mà họ cảm thấy cũng được, cho nên họ chấp nhận là chơi 50-50. Vì bạn cần nhớ một điều là bạn buồn với đứa bên kia nó cũng không có biết là bạn đang buồn. Đừng buồn để trừng phạt nó đâu có biết đâu.